Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 12 với chi bộ thôn An Triều 1, Đảng bộ xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Sau gần 2 giờ đồng hồ trực tiếp chứng kiến Ban Chi ủy chi bộ An Triều 1 báo cáo kiểm điểm đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2021, nghe 3 đảng viên phát biểu ý kiến bổ sung và báo cáo kiểm điểm phương hướng nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ, ban chi ủy, việc kiểm điểm đánh giá sát đúng với tình hình thực tế. Các ý kiến phát biểu đã thể hiện được sự dân chủ, trách nhiệm, tinh thần xây dựng thông qua việc nêu ra các bất cập tồn tại, kiến nghị với các cấp để giải quyết, tháo gỡ bức xúc và những khó khăn. Điểm nổi bật trong tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã trực tiếp là chi bộ An Trưởng 1. Kinh tế xã hội của thôn vẫn có bước phát triển đáng kể, tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo, công tác phòng chống dịch COVID-19 được nhân dân trong thôn duy trì và thực hiện nghiêm túc. Trong nhiều năm trên địa bàn thôn không có những vi phạm mới về đất đai, xây nhà trên đất nông nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chi bộ lãnh đạo nhân dân tiếp tục thi đua lao động và công tác xây dựng thôn An Triều 1 ngày càng vững mạnh toàn diện, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh.